Đây, để mình quay cho các bạn coi. Sau khi dùng cái VinuGot nè nha, mình nhắc lại nha, mình làm á, mình chỉ có 2-3 dòng kích rễ thôi đó. Và trong 2-3 dòng đó là mình đã chọn, mình bỏ thời gian ra rất là lâu, rất là nhiều năm mình trải nghiệm sản phẩm để mình chọn được 2 dòng kích rễ thôi đó. Một là cái acid humic của Mỹ, hai là cái VinuGot nha. Mà cái VinuGot mấy bạn mua về mấy bạn tưới không, nó cũng không được như thế này đâu. Đó, bạn phải lựa thời điểm tưới và mấy bạn biết cách đi phân, và mấy bạn phun dưỡng những dòng dưỡng cao cấp nữa ha, thì nó mới được như thế này. Đây là cởi động mà đi được. Chọn. À. Ok không mấy bạn. Mấy ra ngọn nè. Từ trong ra ngoài. Rồi từ dưới lên trên. Đó. Đó, hôm nay mình đi được. Mình đi được đó. Mà mình đi giỏ nha mấy bạn, chứ mình không đi xe được. Và quay cái dừa này cho mấy bạn xem. Hả? Đó. Quay không? Ngọn nè. Đó, ngọn mập như thế này nè. Đó. Rồi. Sáng nay mình đây mình nói luôn nè. Cái cành này nè. Đó, thấy không? Cái cành này rất là lực. Nhánh này bỏ đi nha. Nhánh này bỏ luôn. Hay nhánh này là bỏ nè. Đó, mình chờ là nhánh này. Nhánh này bỏ mấy nhánh nhỏ này luôn. Đó. Cái cành này nó rất là khỏe, nó cạnh tranh với thân chính. Thì mình đã bấm ngay đây. Bấm ngay đây, đang mình nuôi cành này. Cành này. Mình nuôi luôn cành này. Nhà mình nuôi cành này, 4 cành này thôi. Có thể lấy thì cành này nó 5 cành, mà 4 cành thôi được rồi. 1 cành nè, 2 cành nè, 3 cành, 4 cành. Tức là một cành đực như thế này. Một cành gấp 1 như thế này. Mình hãm lại, đặng không thôi nó cạnh tranh với thân chính. Mình hãm lại. Rồi mình nuôi 4 cành nhà cấp 2 ha, 1 2 3 4 cành cấp 2. Rồi tại sao mình bấm ngay đây nha, mấy bạn sẽ hỏi mình tại sao mình bấm ngay đây, sao không bóc chích trên chút. Hôm nay thì nó uổng quá, gì sát chỗ bấm này nó có một cành này ra đó, mấy bạn bấm ngay đây để cho cái cành này nó ra, sau này nó xè xuống gì đó, là cành này ra đây, cành này xuống đây đó, là cành này ra đây nha. À, mình thấy không, mình quay chậm cho các bạn xem nè, cành này ra đây, cành này ra đây và cành này xuống đây nữa, thì sau này cành này rất là tròn. Nó mình sửa tàn là mình sửa như thế nha bạn. Để mấy bạn đi cho đẩy nhánh này lên nữa thì nguyên cái khu vực này nó lép hết. Nhánh này mà lên mình sẽ lép tàn hết. Thay vì mình đó mình hãm cái này cho cành này ra. Giờ mình lấy cành cấp 2 nè, 1 nè, 2 nè. Nhắc lại nha, những cành này bỏ đi. Bỏ. Những cái nhỏ này nè, trừ lại cành này. Cành này nó là ok, 4 cành này thôi. Một cành 2 trái, 3 trái thôi bạn. Thấy mấy bạn thấy là riêng cành này không là 7 8 trái rồi. 8 trái là không chịu đâu, thật sự là gì. Rồi ok. Mình ngon quay thêm một hai cây cho các bạn xem. Đây mấy bạn. Hả? Đi đọt kinh khủng không? Đây, từ từ nha, mình lia từ từ cho các bạn xem. Đó. Hơi bị sáng. Đó. Kinh khủng không mấy bạn? Đó, ha. Dương này đã tới VinuGot. Đã phun được một lần Mentos. Và một lần bộ đôi dương Mỹ của mình. Đấy. Lá như thế này nè mấy bạn. Mấy bạn không cứ Vino 79 cho mình đi nha. Tức là lá mình nói rồi. Một cây đọt mà nó đi 5 lá thì nó đã mở được 1 lá, 2 lá, 3 lá thì mấy bạn không Vino 79 thời điểm này là thích hợp nhất. Thời điểm mà nó băng búp như thế này. Chưa hết phun, phang hết phun nha. Để cho nó mở 1 2 lá như thế này nè. Là phun Vino 79. Là tuyệt vời. Bảo đảm bao đẹp luôn. Đó, đọt đi nè. Anh thấy không? Mặt lá mà nó xanh bóng nè. Ở trong mình làm cành nè. Đó, ở trong mình hướng dẫn khách hàng làm cành nè. Đấy, rất là tuyệt vời không? Nè, các bạn thấy không? Cành này theo mình là cắt luôn. Nhưng mà cái cành này á, nó sát thân nhưng mà cái hướng nó đi lên, mình để được nha. Đó. Mấy cành này là mấy bạn gánh, mấy bạn cắt bỏ đi. Cắt tới đây thôi, trừ khoảng này ra. Đó. Chỗ này là cái cành mà cành trước cành vô hiệu nè. Mình bấm bỏ rồi. Cái cành này á, nó sẽ cạnh tranh với thằng này, cành này. Nhưng mà cành này lực hơn ha, nhưng mà nó đi ra hướng này. Nó không đi ra thẳng hướng này thì mình cứ chừa. Và cái nhánh này đi ra hướng này luôn thì mình cứ chừa bình thường nha. Sau này trên đây mình lấy hai cành luôn. Đấy. Ok. Đi đọt cực kỳ đẹp luôn các bạn. Các bạn nhìn. Ok đọt của mình nè. Nó đi từ nách ra nè ha. Đi rất là mạnh. Cái tiết đọt này những cái giường mà mình làm nghịch vụ thì nên cẩn thận nha. Ai mà đang xả nhị, ai mà đang đậu trái thì nên cẩn thận. Cái giường của mình á, người những khách hàng của mình á là ok rồi.
nhỏ vào trái nó trước rồi, nhưng ai mà giờ này sao nhỉ, cái tiết đòn này rất là mạnh thì coi chừng nha. Mình làm á, mình hay nói rồi, Hiệp đưa cho mấy bạn là gạo củi này kia rồi, mấy bạn chỉ việc nấu thôi, và cơm sống cơm ngon như thế nào đó là do mấy bạn nữa nha. Để mình qua một quay thêm dùng một vài cây cho mấy bạn xem. Đây mấy bạn nhìn xem nè, gai đọt này ha, đó nè, nhà dưới nè, đó nó gai ngọn từ trên xuống nè, gai ngọn nó phải cao hơn thân nha, cái ngọn nó phải cao hơn, gai đọt kinh khủng mấy bạn. Để mình quay thêm một hai cây cho mấy bạn xem. Đó, mình hay nói rồi ha, tháng mưa này có rất nhiều cái thằng hỏi mình là có nên tưới đạm cá không, có dùng đạm đổ thêm không. Cái thằng hay hỏi mình là tưới humic rồi có cần cộng gì không, không nha. Tháng mưa này mà cộng vô nó dễ bệnh cây dần mình lắm. À, ông trời nó cho mình rất là nhiều đạm rồi, không có gì mình phải đổ đạm thêm mà. Thằng này mình nói luôn nữa các bạn, cái cây này lúc trước nó bị tét nha, nó tét ngang ra luôn, nhưng mà mình cột dây lại nhà mình chăm đàng hoàng lại thì có nó liền lên nè. Đó còn theo nó tét ngang nhưng mà vẫn sửa lại được nha, nó còn miếng da mình cột lại, mình cố định chỗ này lại, nhật chỗ này lắc thì sau này cho nó sẽ liền lại nha. Rồi mình qua quay một cây nữa mình cắt video nha, hay làm những cái đấy thôi các bạn, cùng một quy trình mình, cùng một quy trình của mình làm cho khách hàng của mình thì cây nào nó cũng phát triển đều nhau thôi. Đây đó các bạn thấy không, ngon đi nè. Đó. Rất là tuyệt vời ha. Rồi ok, mọi chi tiết xin liên hệ Hiệp Sầu Riêng Miền Tây, số điện thoại 0939151650 ha. Do hổng gài á, tình hình dịch bệnh nó phức tạp quá thì mình gửi hàng hơi chậm, khách hàng thông cảm cho mình nha. Đấy, sắp tới hết dịch sẽ ra một loạt video về cập nhật tất cả những vườn áp dụng quy trình của Hiệp Sầu Riêng Miền Tây. Rồi cảm ơn cả nhà, đẹp cực kỳ luôn các bạn, cái này nhìn ở ngoài còn đẹp hơn nữa nha, ngon nè. Đây kéo xuống lại xem đó, ra từ chỗ nách ra hết ha, ra trong nách là sao mà tức là rễ dưới nó giống như cái bàn tay của mình vậy đó, chứ mấy bạn mà có một cái rễ đi thẳng hay không như thế này thì nó cũng không đạt ha. Những cái rễ này nó lấy dinh dưỡng kinh khủng lắm nè, đó những cái rễ ngang này, như thế này, những rễ mà ra từ chỗ nách như thế này nó lấy dinh dưỡng kinh khủng lắm. Rồi ok cảm ơn cả nhà. Rồi xin chào các bạn nha. Đây là cái sản phẩm Vinogot mà mình đã cho vườn áp dụng. Cái Vinogot này các bạn mình nói sơ lại thôi. À, chứ mình bán rất là nhiều rồi, mình đưa cho khách hàng rất là nhiều khách hàng mình xài rồi. Thì sắp tới sẽ ra thêm một hai dòng kích gãy nữa. Nhà mình bây giờ mình chưa giới thiệu lên là tại sao? Vì mình đang test, chính tay mình test và chính tay khách hàng đang tiếp test. Đó. Đây, test xong rồi mới ra sản phẩm nha, chứ không phải là sản phẩm về là đưa. Mình rất là kỹ về sản phẩm kích rễ và tất cả những dòng phong lá, bởi vì mình có nhiều sản phẩm thôi. Đó. Sản phẩm nào về tới tay mình test xong rồi mình mới đưa cho khách hàng mình xài. Rồi qua vấn đề. Hôm nay mình giới thiệu là cái Vinogot này. Cái Vinogot này nó có can 5 lít nha các bạn. Thì cái can 5 lít này giá công ty quy định bán ra là 950.000. Can 5 lít. À, mấy bạn có thể dùng để từ 2.500 tới 3.000 lít nước chuyên phục hồi những vườn lớn. À, rất là đạt, rất là tuyệt vời. Có một số khách hàng hay hỏi mình là đất mới lên, đất ruộng mới lên, lên mô trồng cây sầu riêng nó bị phèn thì dùng cái nào, mình khuyến cáo dùng cái sản phẩm Vinogot này nha. Nó có chai 1 lít và chai nửa lít nữa mấy bạn. Đây chai nửa lít nữa. Thì giá của chai 1 lít đó là 225.000 cho 500 tới 600 lít nước, khuyến cáo cây con và tưới 500 tới 600 lít nước là rất là đạt. Rồi quay tới công dụng của nó. Nó là phân bón lá vi lượng ha, phân bón lá đạm vi lượng. Tên là Vinogot. Công dụng nó là giải độc, ra rễ giải độc và hạ phèn nha. Đó. Được nhập khẩu từ FM Arites Korea, Hàn Quốc các bạn. Thì được công ty cổ phần Việt Nam phân phối lại trên thị trường Việt Nam của mình. Thì cái sản phẩm này nó tồn tại trên thị trường rất là lâu rồi nha, và cái giá cả nó rất là hợp lý, rất là dễ xài. Rồi mình giới thiệu sơ về cái thành phần của nó thôi nha. Video trước mình đã nói rồi, mình nói mình kêu cái nguyên tố mò gì đó mấy bạn. Có một bạn vừa nói mình là molybden, thì bạn đó nói molybden thì mình mới biết là molybden ha. Rồi, mình giới thiệu sơ là cái thành phần của cái Vinogot này thôi. Đạm tổng số là 38%. Đây, 38%. Cái bo mấy bạn, bây giờ người ta đo lên đó là cái bo nó cao hơn cái video trước mình giới thiệu rồi nha. Giờ là 3, 45, 450 ppm rồi. MO cũng cao hơn luôn nha.
là molybden đó. Đó thì mình nói sơ về công dụng này, cái đạm này cũng biết rồi ha. Cái bo này á nó sẽ giúp kích thích mô phân sinh. À, kích thích mô phân sinh nó làm cho những cái đầu rễ mà nó dài ra. Đó. Ngay chẳng những cái chỗ mà ra rễ đó, chỗ này nè. Nó sẽ kích mô phân sinh những cái đầu rễ này nó dài ra. Nó là cái công dụng mà cái bo nó làm được. Còn cái mo này nó giúp cho cây trồng của mình á đó, giải độc hữu cơ và cây trồng của mình nó cố định phân giải hữu cơ, và lúc cây trồng mình rất là dễ lấy hữu cơ trên đất của mình ha. Mấy bạn hay thấy là mình bón hữu cơ tại sao mà mình bón á, cây mình không lấy được và cây mình không tốt, thì cũng là một, đây cũng là một nguyên nhân ha. Đó, nó có thể giải độc hạ phèn và giải độc được phát lo trong đất của mình luôn mấy bạn. Rồi ok, 950.000 cho 5 lít nước, tưới được 2.500 tới 3.000 lít nước, quá trời dễ xài nha. Vinogloss sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc nha. Rồi ok.